bộ phim Nửa là đường mật, nửa là đau thương, tập 13-14. Sau khi biết viên soái là người đưa mình từ bữa tiệc rượu bắt đắc dĩ ở tập 12, nửa là đường mật, nửa là đau thương, Giang Quân đã thay đổi cách nhìn về anh chàng. Cô nhận ra viên soái mà mình biết trước đây đã trở thành một người khác, tốt hơn và hoàn toàn không có ý đồ sống với mình. Giang Quân đã trực tiếp đi tìm viên soái để làm hòa. Lúc này, anh chàng còn làm bộ tự oán trách bản thân để thử lòng Giang Quân. Và khi biết rằng cô nàng đã chấp nhận mình, viên soái đã vô cùng đắc chí. Không chỉ thế, Giang Quân còn chủ động muốn quay lại căn phòng 702 trước đó mà viên soái cho cô thuê. Cô nàng đã tìm mọi cơ hội để đàm phán chuyện này với viên soái, hết tìm gặp ở công ty, lại mời anh đi ăn tối. Dường như một lần nữa, viên soái bắt thốt được Giang Quân, anh chàng lại ngựa quen đường cũ, trêu chọc Giang Quân chán chê khi cô nàng ngượng chính mặt. Bản thân là người từ chối lòng tốt của người ta trước đây mà bây giờ lại chủ động xin đi thuê lại. Giang Quân của chúng ta làm sao mà không xấu hổ được cơ chứ? Cũng trong hai tập này, viên soái còn thổ lộ lòng mình với Giang Quân. Khi Giang Quân hỏi rằng viên soái đã có người mình thích chưa, anh chàng không ngần ngại trả lời rằng bản thân có người trong lòng rồi, lại còn kề sát mặt lại gần Giang Quân nữa chứ. Ấy vậy mà cô nàng vẫn chẳng hề hay biết mình chính là nàng thơ của viên soái. Cả hai còn cùng nhau dùng thử ứng dụng dành cho cặp đôi mà Lý Tiểu Xuyên mới thiết lập. Chế độ hợp nhau của cả hai lên tới 100%. Những điều này liệu có phải là báo hiệu cho một sự thay đổi sắp tới trong mối quan hệ của Giang Quân và viên soái hay không đây? Sau khi thất bại trước viên soái ở tập trước, sang tới hai tập này, Đỗ Lỗi rất nhanh chóng lấy lại phong độ. Anh chàng đã tặng Giang Quân một lọ nước hoa mà lần trước cả hai cùng điều chế. Đáng nói lọ nước hoa này có tên là Juno, tên tiếng Anh của Giang Quân. Đỗ Lỗi còn dành cơ hội đưa Giang Quân về nhà, tiện thể dò la tin tức của đối thủ viên soái nữa chứ. Với ứng dụng ghép đôi lần này của Lý Tiểu Xuyên, Đỗ Lỗi chính là người trực tiếp đứng ra thu mua sản phẩm lần này. Anh chàng đã đưa ra rất nhiều góp ý mang tính xây dựng cho Lý Tiểu Xuyên cải thiện ứng dụng này. Thậm chí anh còn đứng ra thị phạm sản phẩm để ghép đôi với Giang Quân. Tiếc rằng ứng dụng lần này không thể hiện kết quả 100% như của viên soái mà lại là một con số 0 tròn trĩnh. Nếu như muốn chiến thắng viên soái, chắc chắn anh chàng sẽ cố gắng thật nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé.